năm 2014. Cuộc thi tìm kiếm giọng ca trữ tình Bolero, solo cùng Bolero lần đầu tiên được tổ chức đã tạo nên một cơn sốt. Kể từ đây, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của dòng nhạc Bolero trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Sau 3 mùa giải, solo cùng Bolero mỗi năm đã thu hút hàng chục ngàn người trên khắp mọi miền đất nước với đủ mọi lứa tuổi ngành nghề đến để thể hiện niềm đam mê ca hát cũng như tình yêu đối với Bolero. Cũng từ đây, nhiều số phận đã được thay đổi cùng Bolero. Đối với Hoa thì chương trình solo cùng Bolero có ý nghĩa rất là lớn. So với trước kia thì Lan Ngọc Hoa cũng hoạt động nghệ thuật nhưng mà rất là ít người biết. Lan Ngọc Hoa được mời đi hát rất là ít. Nhưng mà sau khi thi solo cùng Bolero xong thì Hoa được đi hát rất là nhiều. Đặc biệt là khán giả cũng đón nhận là Ngọc Hoa rất là nhiều. Cách đây 3 năm về trước thì chắc hẳn rằng là không ai biết đến Tommy cả. Nhưng mà nhờ sau chương trình solo cùng Bolero thì cái tên Tommy đã được khắp nơi, đã được mọi người biết đến rất là nhiều. Và cũng nhờ đó Tommy được đi diễn nhiều nơi trong nước cũng như là ngoài nước. Cái điều đặc biệt cũng chính nhờ chương trình này mà mới có được cái tên Ngọc Nữ Bolero như ngày hôm nay. Chương trình solo cùng Bolero là một bước ngoặt thay đổi cuộc sống của em. Bây giờ em không chỉ là một cô bé chỉ ở nhà hát cho gia đình nghe những ca khúc Bolero cũng như là hát trên trường cho các bạn cùng nghe, mà bây giờ em có thể hát những ca khúc Bolero cho tất cả các khán giả ở trên truyền hình cũng như là các khán giả mọi miền biết đến em và tài năng của em. Sau mùa solo 2016 thì Tùng Anh có rất là nhiều thay đổi cũng như là mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Tại vì qua từng vòng và mình học hỏi được rất là nhiều, và những cái điều đó thì rất là bổ ích khi mà mình bước ra ngoài và mình đi diễn ở những cái sân khấu khác. Solo cùng Bolero là cuộc thi mà Minh Trung cảm thấy hãnh diện bởi vì mình chính là người bước ra từ cuộc thi này. Năm 2017, solo cùng Bolero đã trở lại với nhiều thay đổi, trải qua vòng sơ tuyển gắt gao với 4 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút lượng lớn thí sinh tham gia tìm kiếm cơ hội, tổng số lên đến 25.000 người. Sau vòng sơ tuyển đầy cam go, 24 gương mặt tiềm năng nhất đến với vòng bán kết được xác định. Họ sẽ phải trải qua cuộc giáp đấu trực tiếp với nhau đầy căng thẳng. Cũng từ đây, 16 gương mặt được đến với vòng chung kết sẽ phải trải qua một lộ trình thử thách nâng cao để thực sự lột xác trở thành ca sĩ dòng nhạc trữ tình Bolero chuyên nghiệp. Ngoài việc được huấn luyện thanh nhạc và những kỹ thuật cơ bản của dòng nhạc Bolero, qua mỗi tập, các thí sinh sẽ phải chinh phục những nhạc phẩm mới và rèn luyện khả năng thẩm thấu các tác phẩm. Bên cạnh đó, mỗi thí sinh phải tìm kiếm điểm nhấn cá nhân, từ đó định hình cho mình một hình ảnh riêng biệt xuyên suốt chương trình. Solo cùng Bolero năm nay đã bước vào năm thứ tư. Có những cái mà bản chất của Bolero thì chúng tôi giữ cái hồn của nó. Còn về hình thức thể hiện cũng như là các cái đổi mới cho hấp dẫn hơn và đặc biệt là nâng cao cái chất lượng cho thí sinh. Với tư cách là cố vấn âm nhạc của chương trình Solo cùng Bolero, các tiêu chí chọn âm nhạc của tôi dành cho thí sinh như sau. Thứ nhất, đó là phải phù hợp với chất giọng của mỗi thí sinh. Điều thứ hai, đó là tôi dựa trên chính cuộc đời thật của các bạn đó. Tại vì tiêu chí thứ ba, đó là mở rộng danh mục các bài hát Bolero trên thị trường. Bởi lẽ chúng ta có rất nhiều những ca khúc hay mà chưa được quý công chúng biết đến rộng rãi. Được theo dõi các bạn từ các cái buổi tập luyện thì Đông Đào cảm nhận rằng là càng ngày các bạn thí sinh có một cái sự nhiệt huyết yêu ca hát. Trong cái quá trình luyện tập thì các bạn rất là nghiêm túc, đúng giờ giấc cũng như là rất là cố gắng trong cái sự tiếp thu. Trong năm nay có một cái đặc biệt riêng cho các thí sinh mùa thứ tư, thì chúng thấy là mỗi bạn có mỗi cái phong cách khác nhau, giỏi hơn, thấy lạ hơn. Thì năm nay có một cái nét rõ nữa là ở trong phần nhận xét các thí sinh, chúng tôi có hướng đến là sẽ khắt khe hơn. Chúng tôi muốn tạo ra các thí sinh có bản lĩnh, có chất lượng hơn khi bước ra cuộc thi. Không chỉ là một chương trình thi cử xong rồi các bạn về nhà, mà các bạn, những bạn mà bước sâu vòng trong, đặc biệt là những cái bạn vào top 3, top 4, thì có thể đứng được và đi hát được. Để là những cái thí sinh, là những ca sĩ tiếp cận cái dòng nhạc này để có thể truyền lửa tiếp tục cho Bolero phát triển mạnh hơn. Song hành cùng các thí sinh sẽ là ban giám khảo nổi tiếng của dòng nhạc Bolero. Bài vừa hát từ đầu tiên tôi đã bị ớn lạnh rồi. Hòa My cảm thấy xúc động. Tới giờ này thì Vũ không có dám chê cái gì hết. 10 điểm. Mai mốt mà các em này mà tôi nhờ hát giảm giá dùm tôi. Phần thiết kế sân khấu,
âm thanh, ánh sáng. Nhất là phần dàn dựng được chăm chút và đầu tư công phu nhằm tạo nên một mùa giải chất lượng về cả phần nghe lẫn phần nhìn. Và trong tập bán kết đầu tiên của chương trình Solo cùng Bolero, 12 gương mặt đầu tiên sẽ phải bước vào vòng giáp đấu trực tiếp để chọn ra những giọng ca đi tiếp cùng chương trình. Theo thể lệ cũ, mỗi cặp thí sinh sẽ phải so tài giọng hát để chọn ra một người đi tiếp. Tuy nhiên, Solo cùng Bolero năm nay sẽ có những điểm mới để tìm ra những giọng hát tiềm năng nhất đến với cuộc thi. Điểm mới đầu tiên đó chính là trong vòng giáp đấu sẽ có những cặp thí sinh có giọng hát tốt, thuyết phục được ban giám khảo thì họ sẽ cùng được trao cho cơ hội đi tiếp đến vòng chung kết. Tuy nhiên, sẽ có những cặp thí sinh thể hiện chưa tốt sẽ phải dừng lại. 12 thí sinh với 12 giọng hát thiên phú sẽ phải chinh phục bộ ba ban giám khảo quyền lực là những nghệ sĩ tên tuổi của dòng nhạc Bolero. Hai giám khảo khách mời, người được mệnh danh là nữ hoàng sầu muộn, danh ca Giao Linh, nhạc sĩ đã biết lên rất nhiều ca khúc Bolero vang tiếng như Hạ Thương, Cây Cầu Dừa, Tội Tình, nhạc sĩ Hàng Châu. Giám khảo kiêm người huấn luyện thanh nhạc cho thí sinh trong chương trình, ca sĩ Đông Đào. Và lượt giáp đấu đầu tiên là chàng trung úy quân đội phục viên Ngọc Trọng và anh chàng làm bên ngành du lịch Minh Phúc. Mình tên là Nguyễn Minh Phúc, mình đến từ thành phố Vũng Tàu, hiện việc của mình là làm bên ngành du lịch. Tôi tên là Nguyễn Ngọc Trọng, sinh năm 1983. Thì trước đây thì tôi cũng có 14 năm 6 tháng công tác trong quân đội. Quân hàm tôi là trung úy, nhưng cách đây hơn 1 tháng thì tôi đã xin phục viên. Mình đến cuộc thi Solo Bolero năm 2017 thì mình muốn mục đích của mình là thực hiện một ước mơ thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Sau khi phục viên thì cũng khăn gói lên thành phố Hồ Chí Minh để tìm cho mình một cái cơ hội là được đứng trên sân khấu. Thì cũng rất là may khi mà vừa lúc đấy thì có cuộc thi Solo cùng Bolero thì tôi tham gia và được cái vé chờ và cuối cùng thì cũng được gọi vào vòng bán kết. Đến với phần thi của mình thì mình cũng rất là hồi hộp vì mình Minh Phúc và Ngọc Trọng sẽ thi là dự thi thí sinh đầu tiên để hát. Thì cái tâm lý của thí sinh đầu tiên rất là hồi hộp, rất là run. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng sao cho phần trình diễn mình thật tốt. Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh. Nhớ nhau khi bình minh gói tay nhau tàn cảnh, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát chân thành. Nhớ không anh, nghĩ gì lạ xa cành. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ ấu còn đâu nữa. Mỗi người một phương, xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biển biệt một bóng đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi, ai biết không, tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối, biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu, để mưa bay mùa ngầu, lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi.
mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng qua rồi. Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh, đón nhau khi bình minh, gối tay khi tàn canh, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát trung thành. Nhớ không anh, nghĩ gì là xa cách. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ âu còn đâu nữa. Mỗi người một phương, xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng gửi tròn niềm ước mong, biển biệt một bóng đêm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu hoàng bao lần rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối, biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu, để mưa răng mùa ngâu. Lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng qua rồi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng qua rồi. Giao Linh xin được kính chào quý khán giả thân mến. Và Giao Linh cũng xin được chào hai em. Giao Linh nhận xét cái giọng ca của Minh Phúc rất là ấm và trầm. Đối với Giao Linh, cái giọng hát của Minh Phúc thì không có gì phải phê bình. Bởi vì mới vừa cất tiếng lên là Giao Linh đã cảm tình với giọng hát của Minh Phúc. Thì chỉ biết nói là chúc mừng cho Minh Phúc. Giao Linh xin được chào Ngọc Trọng nha. Dạ, con chào. Khi mà đổi tông đó thì cái giọng của Ngọc Trọng rất là cao, sáng, hát rất là rõ rồi. Nhưng mà Trọng có một cái khuyết điểm là cái nốt thấp của Trọng rất là bị tù. Thì mai mốt Trọng để ý chút xíu những cái nốt nhạc mà thấp á Trọng, thì Giao Linh nghĩ Trọng sẽ rất là thành công. Chúc dạ, mừng Trọng. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Về cái giọng hát thì tôi thấy hai cái giọng hát này nó đều có cái chất giọng như nhau, giọng nam trầm tốt, và cái giọng của Phúc á thì còn thiếu một chút cái ngân nga sau cùng, cố gắng thêm cái đó một tí nữa thì giọng của Phúc sẽ được hoàn hảo hơn. Còn cái giọng của thí sinh Ngọc Trọng, giọng tốt, hát thì có diễn cảm, có nhấn nhá, thì cái quãng của nó thì hơi
cái hơi thấp một tí, cho nên Giao Linh cũng có nói là hơi bị tù ở cái lốt trầm, cố gắng lên một tí. Mà tôi cũng xin chúc hai em đi sâu hơn nữa trong cái cuộc thi này. Dạ con cảm ơn. Đông Đào sẽ chia sẻ những cái gì thật nhất để các em có thể lấy cái đó làm hành trang nếu như các em may mắn được đi tiếp theo. Đầu tiên là Minh Phúc, thì hôm nay giọng em rất là khỏe, ấm và đẹp. Những cuối câu em nên chú ý giữ cái hơi mình cho chắc, để cho nó hoàn thiện, nó tròn trịa chữ cuối cùng. Như vậy thì nó mới tốt. Còn em Ngọc Trọng, hai bậc tiền bối đã góp ý rồi thì em nên tiếp thu để mà nhận những cái đó làm hành trang cho mình. Hôm nay giọng em cũng rất là hay, hát biểu cảm tốt, tuy nhiên vẫn có nốt trầm thì nó hơi mờ nha. Cố gắng những nốt trầm chúng ta khi hát phải thả lỏng cơ thể ra, không quá căng thẳng. Khi các em càng căng thẳng thì nốt trầm sẽ càng tối. Rồi chúc mừng hai em. Hai giọng ca nam mở màn đầu tiên của chương trình Solo cùng Bolero 2017, Ngọc Trọng, Minh Phúc được đánh giá là hai giọng ca tương đồng vì sự trầm ấm. Đối với Giao Linh, cái giọng hát của Minh Phúc thì không có gì phải phê bình. Minh Phúc thì hôm nay giọng em rất là khỏe, ấm và đẹp. Cái giọng của Ngọc Trọng rất là cao, sáng. Em Ngọc Trọng, giọng em cũng rất là hay, hát biểu cảm tốt. Tôi thấy hai cái giọng hát này nó đều có cái chất giọng như nhau, giọng nam trầm tốt. Như vậy, ai sẽ là người đầu tiên sở hữu chiếc vé đến với vòng chung kết? Và người chinh phục được ban giám khảo đó chính là chàng quân nhân phục viên Ngọc Trọng. Lượt giáp đấu thứ hai của vòng bán kết 1 là sự so tài giữa hai cô gái cùng sở hữu vóc dáng xinh đẹp, cùng có điểm chung là ca sĩ của những dòng nhạc chính thống thính phòng. Tôi tên là Nguyễn Khánh Huyền, tôi đến từ Hà Nội. Công việc chính của tôi là nhân viên địa chính. Bên cạnh đó, tôi cũng là một ca sĩ tự do chuyên về dòng nhạc thính phòng. Tôi tên là Trần Thị Ánh Nguyệt, nghệ danh là Minh Nguyệt. Tôi đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, hiện tại tôi là giáo viên âm nhạc. Ngày hôm nay đến với cuộc thi Solo cùng Bolero năm 2017, tôi rất muốn được làm quen với các bạn trong vòng thi ngày hôm nay, cũng như là muốn trải nghiệm thêm một dòng nhạc mới. Trước đây tôi chuyên về dòng nhạc truyền thống và bây giờ tôi muốn thử sức với dòng nhạc bolero. Khi tiếp xúc với dòng nhạc bolero này, mình cảm thấy rất là khó xử lý trong cái hơi thở, cách luyến láy và phải đặt tình cảm vào trong bài hát nữa, khác hẳn hoàn toàn so với dòng nhạc thính phòng. Tôi cảm thấy hơi lo sợ, bởi vì trước đây là tôi hát dòng nhạc truyền thống thì luôn luôn phải mạnh mẽ, hùng hồn. Còn bây giờ thì mình phải nhẹ nhàng lại. Hiện tại tôi cảm thấy rất thoải mái và rất sẵn sàng đến với cuộc thi của mình. Hiện tại tôi rất là hồi hộp và mong chương trình bắt đầu thật nhanh để tôi có thể bước lên sân khấu và thể hiện hết khả năng của mình. Bao nhiêu ước mơ nay phai tàn.
hồn đơn giá lạnh. Anh ơi phố khuya bâng khuâng sầu buốt giá tim em, hương xưa ai ân theo em đến vầng trăng dài tìm từng giờ buồn trong phố vắng thắm hình em qua bóng. Giao Linh xin được chào hai em và xin được nói về Ánh Nguyệt ạ. Hai thí sinh cùng hát, mà nếu mà người nào hát đầu thì hơi bị áp lực chút xíu phải không Nguyệt? Cho nên Giao Linh thấy Nguyệt hơi căng thẳng cái phần đầu, nhưng mà sau đó Giao Linh thấy là Nguyệt có một giọng hát nhẹ nhàng và trong sáng. Khi hát diễn tả cũng rất là tự tin. Thì mấy cái chỗ thấp chủng của Nguyệt đó thì Giao Linh cũng nhắc nhở là một là mình hát cho rõ, hai là mình để cái micro cho nó sát vô để cho cái người nghe, người ta nghe được cái nốt trầm của mình. Em cảm ơn cô. Anh Huyền có một cái giọng hát rất là khỏe, rất là ăn micro. Bởi vì cái câu đầu tiên, một cái người ta đang nói chuyện, ta phải ngưng lại để nghe Huyền hát, coi Huyền hát như thế nào. Nếu mà Huyền chỉ cần sửa cái lối phát âm cho nó tròn chữ, nó đừng có gồng quá, thì Huyền sẽ làm một cái tiếng hát rất là hay trong tương lai. Chào hai em. Em Ánh Nguyệt, tôi ghi nhận là giọng hát của em tốt và có diễn cảm bằng hình thể rất tốt mà nhẹ nhàng, tự tin.
và em hát rất thoải mái. Khánh Huyền thì cũng có cái giọng rất dễ nghe, rất dễ cảm. Nhưng mà em ấy thì cần phải diễn ngoại hình một tí, tay chân độ đưa ra cho sân khấu nhọn nhạn tí. Tôi cũng chúc hai em tiến sâu vào trên con đường ca hát này. So với những buổi mình tập thì hôm nay chị thấy hai em lên sân khấu có vẻ tự tin hơn. À, đặc biệt là Nguyệt, hôm nay em hát tốt, chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn chị. Còn riêng Khánh Huyền, có vài chỗ em hát bị chưa tới. Hương xưa ái ân. Hương xưa ái ân theo em đêm vàng trăng dài thuyền. Nha, phát âm cho rõ chữ ái ân. Đừng ái ân, nó nhão quá, nó thành hai chữ đó, không hiểu. À, chú Hàng Châu cũng quá chắc là nên mình nên biểu cảm chút xíu, bớt men lại. Bạn này đẹp gái, cao, ra dáng người mẫu hoa hậu lắm nhưng mà hơi men. Cho nên mình hát nhạc bolero thì mình phải chịu khó biểu cảm, điệu đàn chút xíu cho nó ra cái màu. Chúc mừng hai em. Minh Nguyệt và Khánh Huyền, hai cô gái cùng xinh đẹp, hút sân khấu và sở hữu giọng hát mạnh mẽ. Nhưng chỉ có một người được bước tiếp. Nguyệt, hôm nay em hát tốt. Là Vô Linh thấy Nguyệt hơi căng thẳng. Tôi ghi nhận là giọng hát của em tốt và có diễn cảm bằng hình thể rất tốt. Khánh Huyền, bạn này đẹp gái, cao, ra dáng người mẫu hoa hậu lắm nhưng mà hơi men. Em ấy thì cần phải diễn ngoại hình một tí. Nếu mà Huyền chỉ cần sửa cái lối phát âm cho nó tròn chữ, nó đừng có gồng quá, thì Huyền sẽ làm một cái tiếng hát rất là hay trong tương lai. Và người đó là cô giáo dạy nhạc Minh Nguyệt. Lượt giáp đấu thứ ba đó chính là cuộc chạy đua của cô ca sĩ tự do Trần Tiểu Phi và nữ thí sinh đến từ Đắk Lắk, Thanh Tuyền. Mình tên là Trần Tiểu Phi, mình đến từ Nha Trang và nghề nghiệp của mình là ca sĩ tự do. Mình tên là Trần Thị Thanh Tuyền, đến từ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Nghề nghiệp của mình là kinh doanh tự do. Vì ca sĩ tự do cho nên là mình nhận những show mà đi hát event phòng trà. Và ước mơ là mình sẽ một ngày nào đó mình sẽ được đứng lên một sân khấu lớn để mà mình hát. Lúc mà mình nhận được cái thông báo là mình đậu vô bán kết đó, mình mừng đến nỗi mà mình không thể nào diễn tả được cảm xúc đó. Vừa nó vui mà người nó cứ rung lên vậy á. Nó rất là, nó nhiều cảm xúc khó tả lắm, không thể nào mình diễn tả được. Mong sao đừng quên mỗi lần chiều
hoa cuối tuần. Có tôi đợi chồng anh khi phố cũ vừa lên đèn. Tuần có tôi đợi chồng anh khi phố cũ vừa lên đèn. Tìm anh chiều hẹn hò, cho nhau niềm vui cuối tuần. Vì hơn mấy lần vắng anh trời tình đô, nghe sao xuyên bước cô đơn. Ai quên ai khi bàn tay trong nằm trong lòng tay rồi. Biết nhau chiều hôm nay, xin nhớ mãi về sau này. Ghi vào đời hình bóng một người, đôi lúc chân mơ dày qua lối ngõ, tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly. Theo khuất nẻo người đi, khi tôi đưa chân người tôi mến, tạm xa biệt kinh thành. Mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần, có tôi đợi trông anh khi phố cũ vừa lên đèn. Mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần, có tôi đợi trông anh khi phố cũ vừa lên đèn. Bài hát này đó thật ra thấy dễ hát nhưng mà rất là khó hát. Bởi vì cái khó hát đó là làm sao hát mà đi vào lòng khán giả. Thì Dâu Linh thấy Phi Phi trong cái giọng hát có cái điều đó. Phi Phi hát nhẹ nhàng và luyến lái rất là tròn chữ. Dạ em cảm ơn cô. Riêng Thanh Tuyền thì Thanh Tuyền có một cái giọng hát mạnh mẽ. Khi mà cất tiếng hát lên là làm người ta cũng hết hồn đó, giật mình. Nhưng mà Tuyền chưa có biết giữ ém hơi. Cái bài hát này là một cái bài hát cần cái sự nhẹ nhàng, không cần phải hát quá mạnh như vậy. Và những cái nốt mà xuống của Tuyền bị tù, nếu mà Tuyền khắc phục được những cái điểm đó thì Tuyền có một cái giọng hát rất là mạnh mẽ. Tôi cũng nói ngắn gọn thôi, là cái giọng ca của em Phi Phi đó thì tôi nhận thấy rất ngọt ngào, tình cảm. Mặc dù thì trên cái cách biểu diễn của em chưa có biểu diễn nhiều trên cái phong cách. Còn cái em mà Thanh Tuyền đó thì giọng hát là cũng tốt thôi, nhưng mà trong đó hình như là có va phấp một hai chỗ về nhịp đó. Em cần cố gắng thêm một chút nữa để cho nó hoàn thiện mình. Xin chào anh. Ý chú nói Phi Phi là phải tay chân ngon lành á. Phi Phi hôm nay thì chị bất ngờ so với những hôm tập nha. Em có cái sự mà tiến bộ rất là vượt bậc. Tuy nhiên chị muốn á, bài hát này nhẹ và có những chỗ em thì thầm hơn nữa. Em đừng quá nắng nó
Anh ơi tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò. Nhẹ nhàng được cái nắng từng từ quá nó thành nó sẽ hơi bị cứng. Và Thanh Tuyền, em nên tiết chế lại cái hơi của mình để chi, để khi em hát nhạc trữ tình nó sẽ có cái độ mượt mà và gây cái lắng động trong tim người ta. Còn những cái cách mình hát như thế này dùng cho nhạc trẻ, bởi vì nhạc trẻ cần cái nội lực, còn trữ tình thì cần cái nhẹ nhàng. Nhưng nó nhẹ nhàng, nó không phải là nó dở đâu, nó âm thầm lặng lẽ, nhưng mà những ngọn sóng nó đi thật vào lòng người nó khủng khiếp lắm. Cho nên quý vị thấy bây giờ tại sao mà dòng nhạc trẻ thì có thể nhiều bạn trẻ thích nghe, nhưng mà nghe rồi là thích nghe bài nhạc trẻ khác. Nhưng còn nhạc trữ tình thì chúng ta nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, từ trẻ tới lớn chúng ta đều thích nghe. Đó chính vì cái đặc điểm đặc biệt của sự êm ái nhẹ nhàng đi vào lòng người, nó đã ăn sâu đến bây giờ. Rồi, cảm ơn em. Đều sở hữu cho mình tình yêu mạnh mẽ với dòng nhạc Bolero. Nhưng rất tiếc, cả Thanh Tuyền và Tiểu Phi đều chưa chinh phục được ban giám khảo để sở hữu cho mình chiếc vé đến với vòng chung kết của chương trình. Xin chia tay hai bạn tại đây. Lượt giáp đấu thứ tư sẽ là cuộc so tài thú vị giữa chàng tài xế có vẻ ngoài hào hoa, Thiên Bảo và chàng quân nhân Thúc Ngân. Mình tên là Nguyễn Trần Dũng và nghệ danh của mình là Thiên Bảo. Mình sinh ra và lớn lên tại quê hương Hà Tĩnh, nghề nghiệp tài xế lái xe. Tôi tên là Huỳnh Thúc Ngân, đến từ tỉnh Bình Định. Trước đây Thúc Ngân cũng là một ca sĩ, nhưng mà là ca sĩ trong quân đội, chuyên hát về dòng nhạc truyền thống. Đến với cuộc thi Solo Cùng Bolero 2017 là muốn được đứng trên sân khấu để thể hiện những ca khúc Bolero mà Thúc Ngân đã rất là yêu thích cách đây 20 năm mà không được hát. Thì bảo đến với Bolero năm nay cũng xuất phát từ khi Facebook có cái live stream trực tiếp. Thì một hôm tình cờ Thiên Bảo chỉ hát chơi trên Facebook thôi. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, giang mắt trời mưa phố xưa buồn tên. Thì không ngờ là một số lượng khán giả rất là đông, và từ đó đi nó thôi thúc cái con đường âm nhạc của mình, nó là cứ lớn lên, lớn dần lên hàng ngày. Và từ đó thì nhờ cái tinh thần cổ vũ đồng viên của khán giả qua Facebook là yêu cầu anh đi thi đi, và thế là đưa Thiên Bảo đến với cuộc thi Solo Bolero năm nay. Một bất ngờ thú vị nữa, Solo Cùng Bolero còn là nơi hành ngộ của Thiên Bảo và Trúc Ngân, hai người bạn thân đã mất liên lạc suốt 20 năm. Thưa quý vị, kênh chị và các bạn, Huỳnh Thúc Ngân và Thiên Bảo là một đôi bạn thân rất là thân từ thời năm 96, đó là Thúc Ngân và Thiên Bảo cùng học thanh nhạc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Và sau đó 4 năm ra trường thì là vì cuộc sống, vì công việc riêng, cho nên là giữa Thúc Ngân và Thiên Bảo mỗi người mỗi nơi. Được 20 năm rồi ha? 20 năm rồi. Chính xác. Thưa quý vị, thế là tình cờ trong một cuộc thi Solo Cùng Bolero này đã gắn kết tình bạn của Thiên Bảo và Thúc Ngân sau 20 năm xa cách. Bây giờ đã có dịp hai anh em ngồi cùng với nhau đây. Nhưng một cái bất ngờ lớn hơn nữa, đó là Thúc Ngân và Thiên Bảo là cùng hát một bài và hai anh em sẽ phải thi đấu hôm nay trên sân khấu này. Không biết sẽ kết quả rồi sẽ như thế nào, hy vọng rằng là hai anh em cùng bước vào chung kết, rất là mong được điều đó. Vâng, dù sao thì tuy là Thúc Ngân và Thiên Bảo là phòng thi giáp đấu, nhưng Thúc Ngân và Thiên Bảo mong rằng mọi người sẽ ủng hộ hết mình cho Thúc Ngân cũng như Thiên Bảo nhé. Chiều nào buồn bằng chiều nay, mình xa nhau đã mấy trăm ngày. Tôi thường về còn trông thấy em, cho chúng mình nói không nên lời. Ngày tôi đi nhiều mưa trên cao, mưa đầu mùa nhẹ trôi chim bao, cho em khóc rung đôi vai gầy. Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, tôi về đây thành phố mưa đầy,
mưa đầu mùa để ta nhớ nhau, bao kỷ niệm thuở xưa chợt về. Chiều hôm nay mình tôi bơ vơ, sao chiều nay em không đến đây đưa tôi về trong gió heo mây. Bao lời hẹn thì ngày xa xưa theo bọt mưa trôi đi hững hờ. Cô ái ân giờ cũng ơ thờ, cho ân tình tan với hư vô. Bây giờ là đầu mùa mưa rơi, bây giờ là đầu mùa nhung nhớ. Em ơi chiều nay nhớ tôi không? Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, bên nhà ai tiệc cưới vui vầy. Thôi chẳng còn gì trông thấy nhau, bao kỷ niệm thoáng bay xa vời. Kìa cô dâu cười trong pháo vui, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi. Đêm hoa đó đưa em về với ai? Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, mình xa nhau đã mấy trăm ngày. Tôi tưởng về còn trông thấy em, cho chúng mình nói không nên lời. Ngày tôi đi nhiều mưa trên cao, mưa đầu mùa nhẹ trôi chiếm bao, cho em khóc rung đôi vai gầy. Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, tôi về đây thành phố mưa đầy. Mưa đầu mùa để ta nhớ nhau, bao kỷ niệm thuở xưa chợt về. Chiều hôm nay mình tôi bơ vơ, sao chiều nay em không đến đây đưa tôi về trong gió heo mây. Bao lời hẹn thề ngày xa xưa theo bọt mưa trôi đi hững hờ. Câu ái ân giờ cũng ơ thờ, cho ân tình tan với hư vô. Bây giờ là đầu mùa mưa rơi, bây giờ là đầu mùa nhung nhớ. Em ơi chiều nay nhớ tôi không? Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, bên nhà ai tiệc cưới vui vầy. Thôi chẳng còn gì mong thấy nhau, bao kỷ niệm thoáng bay xa vời. Kìa cô dâu cười trong pháo vui, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi. Đêm hoa đó đưa em về với ai? Kìa cô dâu cười trong pháo vui, riêng âm thầm mình tôi nhớ thôi. Đêm hoa đó đưa em về với. Hai thanh niên này là hai người bạn thân, và hôm nay chính hai người bạn thân này đối đầu với nhau. Lỡ ra một người phải dừng bước, Thúc Ngân loại Thiên Bảo và Bảo loại Thúc Ngân thì cũng... Nhưng giữa hai người bạn thân chỉ có một chiếc vé duy nhất, ai sẽ là người được đi tiếp? Giao Linh xin được chào hai em. Dũng có một giọng hát hay. Cái Ngân và những cái câu chót của Dũng đó thì có âm hưởng cái tiếng hát của Tuấn Vũ. Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, mình xa nhau đã mấy trăm ngày. Bởi vì Tuấn Vũ là một đệ tử của Giao Linh.
Có nhiều người cứ nói Tuấn Vũ có phải là con của Giao Linh không? Thì hôm nay trên sân khấu này, Giao Linh xin được xác nhận là Tuấn Vũ chỉ là một người bạn đồng môn của Giao Linh thôi. Giao Linh đã khám phá tiếng hát Tuấn Vũ vào thập niên 1988. Và hôm nay trên sân khấu này, Giao Linh lại bắt gặp thêm một cái Tuấn Vũ thứ hai. Dũng có giọng hát rất là giống Tuấn Vũ. Thank you cô. Mấy hãy... con xin theo cô liền. Vâng, Dũng hát rất là hay. Giao Linh không có một cái phê bình gì về cái giọng hát của Dũng. Thứ nhất là mấy cái nhấn nhá và những cái luyến lái của Dũng rất là tròn. Thì Giao Linh chỉ khuyên là những gì Dũng đã có cần học hỏi thêm, chẳng hạn những cái chữ kỷ niệm thì mình ráng phát âm có chữ E chút xíu, chỉ cần chút xíu vậy thôi. Giọng hát của Trần Dũng rất là hoàn hảo đối với Giao Linh. Xin chúc mừng Trần Dũng. Còn Thức Ngân, Ngân có một cái giọng hát dày và ấm. Giao Linh nhận thấy là nếu mà Ngân để cái micro xa cái miệng mình một chút xíu nữa thì cái giọng nó không có bị ồ. Mà nếu mà nó ồ quá đó, cái giọng trầm nhiều quá thì nó lại không nghe rõ lời của Ngân. Ngân có nhiều chỗ mà Ngân hát xuống đó thì Giao Linh không nghe được cái lời. Chúc dạ, mừng cảm ơn Ngân. Cô. Dạ. Em Trần Dũng là giọng tốt, mà phải nói rằng giọng em đậm cái chất đàn ông, vững vàng về vấn đề nhịp phách, hát như là nhảy múa trên nhịp phách như vậy, không có sợ nhịp. Còn cái giọng của Thúc Ngân á thì cũng là một giọng ca tốt, nhưng mà vô đầu hình như em cũng hơi run run sau đó, mà vô đầu không ngon lành lắm, mà mấy cái mô dia đầu á. Nhưng mà sau đó thì em cũng lấy lại được cái sức hát của mình, phải không? Và em cũng đã làm tốt cái phần trình diễn của em, nhất là hai giọng hát này có giọng ngân nga rất ngọt ngào, phải không? Đạt yêu cầu. Tôi xin được chúc hai em tiến mạnh tiến nhanh trên con đường ca hát của mình, phải không? Xin chào tất cả các em. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn các bạn. Một điều thú vị nữa xin thông báo với lại hai bậc tiền bối của tất cả chúng ta và quý vị khán giả. Hai thanh niên này là hai người bạn thân. Và hôm nay chính hai người bạn thân này đối đầu với nhau. Thiên Bảo nè, so với những hôm tập thì em hôm nay em hát tròn trịa hơn rất là nhiều. Tuy nhiên nếu như em cố gắng em rải nhịp ra chút xíu nữa, đừng quá cứng nhắc thì nó sẽ cân bằng được bài hát, gây cảm xúc nhiều hơn. Còn cái này em hát thì nghe rất là hay, nhưng hay ở một tâm trạng là nó tròn trịa quá đi, nó quá an toàn. Còn Thúc Ngân á, thì hồi nãy do là có thể là mừng quá do bạn mình hoàn thành phần thi, hai anh chàng ôm nhau chào nhau rồi là bắt đầu vô hát phần mình thì lại hơi vội, xém rớt nhạc. Bây giờ cho chị hỏi, nếu như Thúc Ngân tạm biệt cuộc thi thì em có buồn không? Cho Thiên Bảo được gửi tới lời chào tới toàn thể quý vị khán giả đang có mặt đây, cũng như ba vị ban giám khảo rất là kính mến của Thiên Bảo. Thực ra thì Thúc Ngân với Thiên Bảo là một cặp bạn rất thân, cách đây năm 1996 tại trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Khi đó Bảo đang cùng với Thúc Ngân là đôi bạn học cùng với nhau 4 năm. Và sau đó là vì khi kết thúc trường học thì hai người hai ngã và cách biệt nhau đến bây giờ cũng gần 20 năm. Hai thằng lâu quá bây giờ mới gặp nhau, nghĩa là tình bạn ngày xưa lại được gắn kết lại với nhau. Nhưng mà thực ra bây giờ rất mong và hy vọng rằng cả hai cùng vô thì đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng lỡ ra một người phải dừng bước thì cũng là một điều an ủi, tức là Thúc Ngân loại Thiên Bảo và Bảo loại Thúc Ngân, thì hai người bạn với nhau thì cũng phải đành chấp nhận ha. Quý vị biết không, cách đây cũng đã hơn 10 năm rồi, Đông Đào cũng là từng là người biên tập viên chương trình ca nhạc, và đặc biệt nữa là bạn Thúc Ngân là một đồng đội của Đông Đào. Bởi vì bạn Thúc Ngân này cũng là người từng là người quân nhân trong đoàn nghệ thuật quân khu 7. Và Đông Đào cũng là người ca sĩ cũng trong đoàn nghệ thuật quân khu 7 hẳn 10 năm. Đây hôm nay để gặp lại hai người này gần như là đồng nghiệp cũng như là đồng đội, cho nên Đông Đào cũng cảm thấy rất là vui khi được đứng cùng một sân khấu, dù là vị trí nào chúng ta cũng cùng một chiến tuyến, đúng không nào? Cho nên là cùng chúc mừng hai bạn và hy vọng rằng hai bạn vẫn tiếp tục giữ phong độ và phấn đấu nhiều hơn nữa để tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật mà mình đã yêu mến.
Chúc mừng hai bạn. Thank you, thank you chị Đông Đào, thank you cô Giang Linh, thank you chú Hàng Châu. Thiên Bảo, Thúc Ngân không chỉ sở hữu cho mình giọng ca ấn tượng mà còn đem đến cho solo cùng Bolero câu chuyện xúc động bởi sự hạnh ngộ sau 20 năm xa cách. Dũng hát rất là hay. Chị Giang Linh không có một cái phê bình gì về cái giọng hát của Dũng. Ngân có một cái giọng hát dày và ấm. Hai giọng hát này có giọng ngân nga rất ngọt ngào, đạt yêu cầu. Nhưng giữa hai người bạn thân chỉ có một chiếc vé duy nhất đi tiếp, và người sở hữu chiếc vé đó chính là Thiên Bảo. Rất tiếc thì phải chia tay Thúc Ngân. Lượt giáp đấu thứ 5 tiếp tục là cuộc so tài giữa hai cô gái xinh đẹp trong sắc trắng. Quỳnh Trang là một cái tên quen thuộc đối với cộng đồng mạng bởi những ca khúc ngọt ngào và vẻ ngoài đáng yêu. Cô còn được khán giả ưu ái dành tặng cái tên Thiên Thần Hát Bolero. Kim Huệ, cô gái có vẻ ngoài dễ thương lại là một ca sĩ ca cổ. Năm nay em tham gia cuộc thi solo cùng Bolero này là em muốn học hỏi từ ban giám khảo và muốn học hỏi từ các anh chị thi cùng mình nữa, bởi vì em còn thiếu sót rất là nhiều, cho nên em rất là muốn tham gia cuộc thi này để mình học hỏi và trau dồi kinh nghiệm nhiều hơn. Nói chung là khi mà nghe hát cặp chung với Thùy Trang thì cảm giác cũng hơi khớp, tại vì Thùy Trang có nhiều cái bài hát đăng tải trên mạng, nhiều người biết lắm, mà giọng hát cũng rất là hay, mà trẻ nữa thì mình cảm giác hơi bị thua thiệt hơn một chút xíu. Nhưng mà may mắn thì chắc cũng chia đều. Ví dụ như bà Thùy Trang hát hay thì mình chấp nhận thôi, không có gì hết. Sạt sóng đi xa, lênh đênh sông hồ để bên mong chờ từ bao năm qua. Sao đi đi mãi không lạnh con tim, cho đây thương đây bao giờ thôi quên, ai nhớ ai tìm trong giấc em đêm tha thiết gọi tên. Chim xưa nhớ rừng, như trời nhớ sao, như mình nhớ nhau. Đêm nghe gió lộng, thương cho lá rụng sầu chiều nay mưa.
tâm hồn dạt sông đi xa, lênh đênh sông hồ để bên mong chờ từ bao năm qua. Chào Thùy Trang ạ. Dạ con chào cô. Một bài hát con hát thì con làm tròn bài hát thôi, chứ thật ra thì cô nghe cô chưa có thấy giống như là con chạm vào trái tim của cô thì chưa có. Thành ra cô muốn con là sau cái bài hát này, con khi con tập con nên nghe cho kỹ bài hát. Thành ra cô nhắc nhở con, thì cô cũng như chúc mừng con đã làm tròn bài hát. Dạ con cảm ơn cô. Kim Anh, bây giờ là con đổi thành Kim Huệ thì cô thấy cũng đúng thôi. Bởi vì nếu một ngày nào đó con nổi tiếng, không lẽ con lấy tên là ca sĩ Kim Anh. Người ta có Mùa Thu Lá Bay rồi, Kim Anh Mùa Thu Lá Bay. Kim Huệ có một cái giọng hát rất là rõ lời, giọng hát mạnh mà khỏe nữa. Nhưng mà cô chỉ nhắc nhở Kim Huệ là mấy cái chữ mà tìm đó con, thì con ráng đọc sao cho rõ chứ tìm nha con. Đừng có đọc mà con không để ý đó, con đọc thành tìm nha con nha. Cảm ơn. Ban giám khảo góp ý thì các em nên tiếp thu, và có những cái điều gì các em chưa được tròn trịa thì nên nhận đó để mình làm cái kinh nghiệm cho mình. Bởi vì những bài hát này là những bài hát cần cảm xúc. Em hiểu không? Cần cảm xúc rất là nhiều, cho nên khi hát thì mình nên nghĩ đến cái vấn đề cảm xúc nhiều hơn là khoe giọng. Thứ hai nữa là giọng em lên cao thì rất là hay, sáng, nhưng mà xuống thấp thì rất là mờ nha. Cho nên là em cần phải trau dồi thêm chút xíu nữa về cái kỹ năng thể hiện những bài hát, mà nhất là những bài hát xưa như thế này cho nó tinh tế, thì như vậy các em mới đi đường dài được nha. Rồi, còn em Kim Anh thì hôm nay nó trầm cũng không có được tốt, nhưng mà em thì cũng có tố chất, cố gắng hơn nữa lên sân khấu, ráng giữ điềm tĩnh để mình hát bài hát nó được tròn trịa hơn nha. Tôi xin gửi lời chào hai em. Tôi rất thích hai tà áo trắng này, đẹp lắm. Thì em thì có cái giọng hát, nhưng mà diễn thì chưa có êm lắm, cái giọng chưa có êm lắm, về mặt kỹ thuật chưa có sâu sắc lắm. Còn em Kim Huệ á, thì giọng hát của Kim Huệ thì cũng giống như cái giọng hát của em Thùy Trang, nhưng mà nghe êm hơn, nhiều diễn cảm hơn. Cho nên tôi cũng chúc cho hai em
thành công trên con đường ca hát sau này. Cố gắng lên. Như vậy, ai sẽ là người được đi tiếp? Tôi rất thích hai tà áo trắng này, đẹp lắm. Nhưng mà cái giọng chưa có êm lắm, về mặt kỹ thuật chưa có sâu sắc lắm. Cô cũng chúc mừng con đã làm tròn bài hát. Cô chỉ nhắc nhở Kim Huệ là mấy cái chữ mà tìm đó con, thì con ráng đọc sao cho rõ chứ tìm nha con. Khi hát thì mình nên nghĩ đến cái vấn đề cảm xúc nhiều hơn là khoe giọng, thì như vậy các em mới đi đường dài được nha. Xin được chúc mừng cả hai cô gái Quỳnh Trang và Kim Huệ đã chinh phục được ban giám khảo để dành cho mình chiếc vé đến với vòng chung kết của chương trình. Cuộc giáp đấu cuối cùng trong đêm bán kết ngày hôm nay là cuộc so tài giữa chàng trai đường phố Mạnh Nguyên và ca sĩ ca cổ Võ Hoài Long. Em tên Nguyễn Văn Mến, sinh năm 1994. Nghề danh của em là Mạnh Nguyên. Công việc chính của em là hàng ngày vẫn đi bán kẹo kéo. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Võ Thanh Tiền, đến từ tỉnh Tây Ninh. Hiện tại của nghề nghiệp của tôi là diễn viên của nhà hát Cái Lương Trần Hữu Trang. Cũng tình cờ có một cái duyên, năm 2016, ba em có đi thi một chương trình Tình Boro, và hiện giờ là đang là nghệ sĩ bình thường, làm cho em có một cái động lực để đi thi solo cùng Boro năm nay. Là một nghệ sĩ cải lương thì thầy cũng thích cái dòng nhạc này lắm, nên là Thanh Tiền đi học thanh nhạc, cách phát âm, cách nhả chữ rồi nhịp nhàng nó không có giống như bên cải lương, là coi như là hoàn toàn là nó khác hẳn luôn. Phát cái giọng bắt á thì đối với nghệ sĩ cải lương thì rất là khó, nhưng mà cái gì cái lòng đam mê của mình vượt qua hết. Khi nhỏ thì em cũng hát vu vơ vậy thôi, chứ em chưa biết là nhạc nào với nhạc nào. Thì cứ ai mở nhạc nào thì em nghe nhạc đó. Khi mà lớn lên thì em biết suy nghĩ rồi, thì lại nó dần dần nó đưa em vô một cái âm nhạc. Nó đưa em vô một cái âm nhạc buồn. Nên là em hát nhạc vui thì các bạn, bản chất của em không bao giờ mà em làm được nhảy múa và là hát nhạc vui được. Em thích hát những cái nhạc sâu lắng và tâm trạng. Thì ngày hôm nay em chuẩn bị bước lên sân khấu thì em rất là run, mà em cố gắng làm sao để cho mình biểu diễn nó tốt hơn. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em hiển nhiên chiếm ngự hồn anh. Thương bóng thương hình, ngồi đây tơ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng rọi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình
yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Sao anh nhớ em thế này, tiếng nhớ đong đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỏi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển sông, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em hiển nhiên chiếm ngự hồn anh. Ngồi đây tơ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm, hay là trăng rọi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều. Trên lối đi về không còn tiêu, trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người. Anh Hàng Châu với lại Đông Đào nghĩ sao chứ Châu Linh thấy thí sinh hôm nay nhiều người hát hay quá à. Tôi cũng định nói như chị Giao Linh á, là sao bữa nay nhiều em hát hay quá à. Thực tế là hát hay hết á, tổng nãy giờ tôi chưa thấy dở. Chưa thấy dở là tôi đã chê rộng. Người huấn luyện viên ngon lành cho nên làm ngon lành quá trời. Em nào hát nghe cũng ngon hết. Dạ xin cảm ơn. Vâng. Ca sĩ hát rất là hay. À, Giao Linh nói vậy thì Giao Linh cũng góp ý với lại mày Mạnh Nguyên là hát rất là rõ lời, chỉ có một cái là ra thì hơi run chút xíu thôi à. Chỉ cần những cái nốt thấp con để ý chút xíu thôi nha Nguyên nha, để ý chút xíu thôi thì cái giọng hát của con cũng tuyệt vời lắm. Cô chúc mừng Mạnh Nguyên. Còn bây giờ nói về Hoài Long nha, Võ Hoài Long, một cái tiếng hát đây cũng là một tiếng hát hiếm quý, không có thể nào chê được, bởi vì phát âm rõ lời mà luyến lái tròn chữ, mà biết ngân nga nhấn nhá, và khi bỏ nhỏ rất là tình cảm, cho nên Giao Linh chúc mừng cho Hoài Long. Thì tiếp theo lời của Giao Linh, giọng hát của Mạnh Nguyên á thì cái giọng cũng tốt cũng đạt. Nhưng mà có một cái á, là tôi cũng nói mãi thôi, tức là nói đây rõ là bớt lơi lại các em hát, bớt cái lơi lại. Vì thế này, em Nguyên vô đầu tiên á, lơi quá, thường thường người ta lơi không phải là lơi vô đầu tiên liền, sau khi đó thì mới lơi những cái nốt phía sau, chứ vô là vô đầu tăng vô ngay tabo. Nếu mà ta
ta lơi liền thì nó rớt nhịp trước rồi, anh vô sau thì anh hát gần chú như là ơi, nhịp. Chú ơi, các em nó rung lắm, lo là lo hát cho tròn trịa câu chú. Cái này thì mình nói để mấy em rút kinh nghiệm, để bài mốt nó làm ngon hơn, thấy không? Vậy đó, thực tế thì Mạnh Nguyên đó cũng đã làm tròn cái phần trình diễn của mình. Và cần nghĩa là cố gắng phát huy kỹ thuật thêm một tí nữa, thấy không? Và cái giọng của em Võ Hoài Long á, là giọng cũng tốt, cũng đạt như em Nguyên thôi. Nhưng cũng đã làm tròn cái phần trình diễn của mình, cũng cần thêm kỹ thuật một chút xíu nữa. Xin chúc hai em là thành công trên con đường ca hát của mình. Sau này nhớ có thằng ca sĩ nhớ lấy cái xì ra rẻ khi mà tôi kêu thâu thanh rồi, thấy không? Bữa nay chú Hàng Châu đến đây để câu gà. Các em biết mấy ông nhạc sĩ khó dữ lắm. Thực ra đó là mấy ông viết nhạc, mấy ông bắt mình phải hát là đúng bon 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 nhịp xuống vậy nè, mấy ông không chịu lơi. Nhưng mà ông sao, theo kinh nghiệm của chị, các em cứ hát lơi trong khả năng cho phép. Và đặc biệt là chúng ta lơi mà để cho khán giả người ta nghe, người ta cảm nhận cái thấu tim người ta thì là được rồi. Đầu tiên là Đông Đào cũng muốn xin thông báo một cái thông tin cũng rất là vui, và quý vị khán giả cũng có thể là muốn tìm hiểu. Đó là em Mạnh Nguyên là con trai của chú Mạnh Thường. Quý vị có xem chương trình Tình Bolero, có nghệ sĩ Mạnh Thường, cái người nghệ sĩ đường phố đó. Và nhìn hình ảnh em thì chị cũng lại nhớ một hình ảnh của một bạn thí sinh cách đây 2 năm. Đó là em Mai Trần Long. Dáng dấp và phong cách của em nhẹ nhàng và hình ảnh em cũng tương đối như vậy đó. Cứ giữ phong cách này. Em Mạnh Nguyên á, em chỉ cần lưu ý cho chị những cái chỗ cuối câu nha. Cuối câu mình hay bị ngưng sớm mấy chữ đó quá, thông thường phải ngân nga chút xíu. Vì sao anh nhớ em thế này, nhớ chưa? Nó phải vú xong chữ này rồi em vừa hết hơi là em hát câu thứ hai thì nó sẽ tròn bài hơn, người ta nghe không bị hụt hẫng. Còn anh Võ Hoài Long, anh nhớ người yêu bạo lực dễ sợ luôn, nhưng mà rõ ràng là rất là ấn tượng. Bắt vô câu đầu tiên là gây cho người ta cảm xúc, đây là một cái người yêu mãnh liệt lắm nè, và nhớ người yêu cũng mãnh liệt lắm. Hai cái cách hát của hai em hoàn toàn khác nhau, nhưng mỗi cách hát đều có cái hay riêng, cho nên là không có nhận được cái lời chê nào của giám khảo, và chỉ có lời góp ý để các em rút kinh nghiệm thêm thôi. Chúc mừng hai em. Với hai giọng ca khác biệt, Mạnh Nguyên, chàng trai đường phố với giọng ca đầy bản năng nhưng rất truyền cảm. Còn anh chàng tài tử cải lương Võ Hoài Long thì sở hữu chất giọng ngọt ngào với kỹ thuật tốt. Giọng hát của con cũng tuyệt vời lắm. Cô chúc mừng Mạnh Nguyên, Võ Hoài Long. Một cái tiếng hát đây cũng là một tiếng hát hiếm quý, không có thể nào chê được. Em nào hát nghe cũng ngon hết. Sau này nhớ có thằng ca sĩ nhớ lấy cái xì ra rẻ khi mà tôi kêu thâu thanh rồi, thấy không? Nhìn hình ảnh em thì chị cũng lại nhớ một hình ảnh của một bạn thí sinh cách đây 2 năm. Đó là em Mai Trần Long. Dáng dấp và phong cách của em nhẹ nhàng, và hình ảnh em cũng tương đối như vậy đó. Anh Võ Hoài Long, anh nhớ người yêu bạo lực dễ sợ luôn, nhưng mà rõ ràng là rất là ấn tượng. Ai sẽ là người được đi tiếp? Và xin chúc mừng chàng trai đường phố Mạnh Nguyên chinh phục được ban giám khảo để có cơ hội đến với vòng chung kết của chương trình Solo cùng Bolero. Sau đêm bán kết đầu tiên với sự so tài đầy căng thẳng của 12 thí sinh được chia thành 6 cặp giáp đấu. 6 thí sinh được đi tiếp đó chính là Ngọc Trọng, Minh Nguyệt, Thiên Bảo, Quỳnh Trang, Kim Huệ và Mạnh Nguyên. Tuy nhiên, với 6 thí sinh còn lại, cơ hội vẫn chưa dừng lại. Theo sự đổi mới của năm 2017, sẽ tiếp thêm cơ hội cho những thí sinh có tiềm năng nhưng đã gặp phải đối thủ quá mạnh trong vòng giáp đấu. Hai trong số 6 thí sinh có số điểm cao nhất sẽ tiếp tục nhận được chiếc vé đến với vòng chung kết. Và đó sẽ là ai? Xin được chúc mừng cô ca sĩ xinh đẹp với sở trường là giọng nhạc thính phòng Khánh Huyền và chàng tài tử cải lương Hoài Long đã tiếp tục đồng hành cùng chương trình, và xin cảm ơn 4 thí sinh còn lại đã đến với cuộc thi năm nay.